dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch COVID-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với 2 môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có 2 tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh, từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2 Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thainguyentv.vn, trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên và Truyền hình Thái Nguyên TNTV, giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên Truyền hình Thái Nguyên thiết thực, hiệu quả, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi. Hello, my dear student. My name is Lê Thị Vi Sa. I'm from Đồng Quang Junior High School. I'm glad to be here to help you review the language focus in English 9. In the first lessons, we will review the simple present and present continuous. Now, let's start with simple present. Thì ngữ pháp đầu tiên cô giáo muốn giới thiệu với chúng ta đó là thì hiện tại đơn giản. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cách dùng đầu tiên nhé. Chúng ta nhớ cho cô, ở thì hiện tại đơn chúng ta có 3 cách dùng cơ bản và phổ thông nhất. Cách dùng thứ nhất, thì hiện tại đơn diễn tả một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên lặp đi lặp lại ở hiện tại. Now look at the picture. And here is my brother. My brother watches TV every day. And here is me. I usually do aerobics in the morning. Ở cách dùng thứ hai thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên. For example, the sun rises in the east. Cách dùng thứ ba diễn tả một lịch trình có sẵn, một thời khóa biểu hoặc chương trình. For example, the plane takes off at 3 p.m. today. Máy bay cất cánh vào lúc 3 giờ hôm nay. Ngoài ba cách dùng nêu trên, thì hiện tại đơn còn được dùng đứng sau với các cụm từ chỉ thời gian như when, as soon as, hoặc là những cụm từ trong câu điều kiện loại 1 với if và unless. If the weather is fine, we will go camping. Với cấu trúc của thì hiện tại đơn, cô muốn chúng ta tách ra làm hai dạng. Thứ nhất là với động từ to be. Như chúng ta đã biết, trong tiếng Anh có ba động từ to be, đó là am, e và are. Chủ ngữ I, động từ to be sẽ chia là am. Với ba ngôi thứ ba số ít, he, she, it, động từ to be sẽ chia là is. Còn các ngôi we, you, they, động từ to be sẽ là are. Ở dạng phủ định của động từ to be, rất đơn giản, các em thêm not vào sau động từ. We, you, they, are not. Ở dạng nghi vấn, chúng ta đảo vị trí của động từ to be lên đầu câu. Ở động từ thường, với dạng khẳng định, ngôi I, we, you, they, các em để nguyên động từ không chia. Ở ngôi thứ ba số ít, he, she, it, động từ thêm s hoặc es vào sau động từ. Và khi nào thì thêm s và khi nào thêm es thì cô sẽ giới thiệu ở phần tiếp theo. Chúng ta nhìn cho cô hai ví dụ trên bảng. Câu thứ nhất, cô giáo để chủ ngữ với I. I wash my hands. He washes his hands. Ở câu thứ nhất, chủ ngữ là ngôi I, cô để nguyên động từ không chia. Câu thứ hai, ngôi thứ ba số ít, động từ cô thêm es. Ở dạng phủ định của động từ,
Với ngôi I, we, you, they, chúng ta sử dụng trợ động từ do và chúng ta thêm not vào sau trợ động từ. Do not. Chúng ta có thể viết tắt là don't. Và động từ sau đó chúng ta không chia để nguyên. Với ngôi thứ ba số ít, he, she, it, chúng ta sử dụng trợ động từ là does. Chúng ta thêm not vào sau trợ động từ và các em có thể viết thành doesn't. Và chúng ta lưu ý cho cô là ở dạng phủ định của động từ thường thì động từ để nguyên không chia. Cô có hai ví dụ sau. I don't wash my hands. He doesn't wash his hands. Ở dạng nghi vấn, chúng ta đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ. Do đi với I, we, you, they. Và does đi với he, she, it. Và động từ trong câu cũng để nguyên. Dựa vào câu hỏi và ngữ cảnh của câu hỏi, chúng ta có thể trả lời sử dụng yes hoặc là no. For example, do you wash your hands? Does he wash his hands? Ở phần trên, cô giáo vừa nhắc với chúng ta về cách thêm s và es sau động từ đi với ngôi thứ ba số ít, he, she, it. Chúng ta chú ý cho cô các cách chia như sau. Với động từ, tận cùng là các từ o, x, sh, s hoặc là z. Chúng ta thêm đuôi es vào sau động từ. Ví dụ, do, does, watch, watches, miss, missy. Với các từ có tận cùng là y dài, chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn và thêm đuôi es. For example, copy, copies, study, studies. Với các từ còn lại, chúng ta chỉ việc thêm đuôi s. See, sees, play, plays. Vậy bây giờ có thể làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được câu với hiện tại đơn? Chúng ta nhớ cho cô một số nhận biết sau đây. Thứ nhất là luôn luôn đi kèm với các trạng từ chỉ tần suất trong câu như always, usually, often, sometimes, never, rarely, every day, in the morning, in the winter. Vậy cô và các em đã vừa ôn lại kiến thức của thì hiện tại đơn. Bây giờ để củng cố và khắc sâu hơn kiến thức, chúng ta sẽ cùng làm bài tập sau đây. Now please, we have a 5 sentence. So you can give the correct form of the verb using the simple present tense. Trước tiên chúng ta nhìn vào các câu và chúng ta có thể nhận ra các dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Với trạng từ usually, number one, my mother usually go to work at 7 o'clock. Number two, I have a 5 sentence, so you can look at it and do from 1 to 5, please. The first, my mother usually go to work at 7 o'clock. The second, some animal not eat during the winter. They sleep all the time. The fourth, I be never late for school. The fifth, my little brother bring milk every day. Trước tiên để làm được bài tập trên, cô muốn chúng ta nhớ lại về các dấu hiệu nhận biết của thì và chúng ta chú ý cho cô về chủ ngữ trong câu. Chúng ta nhìn vào cho cô câu 1 với trạng từ chỉ tần suất là usually và chúng ta nhìn vào cho cô với chủ ngữ là my mother, tương đương với đại từ nhân xưng she trong câu. Đáp án của cô. Tương tự như vậy với câu số 2, chúng ta nhìn vào cho cô chủ ngữ là some animals. Và động từ trong ngoặc người ta cho là not, vậy câu này là một câu phủ định. Cô giáo có đáp án như sau. Ở vế tiếp theo của câu số 2, chúng ta chú ý cho cô chủ ngữ là they. Động từ lúc này chúng ta để nguyên thể, không chia. Câu thứ 3 là một câu hỏi. Chúng ta nhìn vào chủ ngữ là the train để chúng ta chia trợ động từ và động từ cho phù hợp. Với the train, chúng ta thấy là nó tương đương với it. Vậy đáp án của câu là da và động từ để nguyên. Và câu số 4, chúng ta nhìn vào chủ ngữ là ai và động từ phải chia trong câu là to be. Vậy chắc chúng ta đã đoán được động từ to be nào sẽ được điền vào câu số 4. Chúng ta chú ý cho cô trạng từ never. Câu cuối cùng
Chúng ta nhìn vào cho cô chủ ngữ là my little brother. Và với dấu hiệu là everyday, chúng ta nhìn vào my little brother tương đương với đại từ nhân xưng he là ngôi thứ ba số ít. Vậy động từ drink sẽ chia, chúng ta thêm s vào sau động từ. Vậy là cô và các em vừa hoàn thành với bài tập để củng cố lại kiến thức của thì hiện tại đơn. Now, let's start with present continuous tense. Thứ nhất là về cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn. Như chúng ta đã biết, khi chúng ta miêu tả một hành động nào đó đang xảy ra tại thời điểm nói, chúng ta có thể quan sát xung quanh chúng ta xem những sự vật, hiện tượng nào đang xảy ra tại thời điểm mà chúng ta nói hoặc là tai chúng ta có thể nghe được thì chúng ta sẽ sử dụng. Thì hiện tại tiếp diễn có 4 cách dùng cơ bản nhất. Cách dùng thứ nhất, đó là diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời điểm nói. Mắt thấy, tai nghe hoặc là chúng ta nhìn thấy sự việc đang diễn ra. Here, this is me. I am teaching on TV. And how about you? You are learning English now. Vậy một điều đặc biệt của thì hiện tại tiếp diễn đó là tất cả các động từ chúng ta đều để ở dạng verb ing. Cách dùng thứ hai của thì hiện tại tiếp diễn đó là được dùng theo sau câu đề nghị hoặc là câu mệnh lệnh. Now here I have two pictures. Now look at it. The first picture. Look, it is raining. The second picture. Don't make so much noise. I am doing my homework. Vậy là thì hiện tại tiếp diễn không những được dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, mà nó còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra. Chúng ta nhìn ví dụ của cô sau đây. We are having an English test next Monday. She is having a camping trip next week. Chúng ta nhìn vào hai ví dụ của cô. Chúng ta có thể rất dễ dàng nhận ra với cụm từ chỉ thời gian là next Monday và next week ở câu thứ hai. We are having an English test next Monday. She is having a camping trip next week. Vì diễn tả hành động sẽ xảy ra, cho nên hai câu trên chúng ta không thể dịch là chúng tôi đang có hoặc là cô ấy đang có, mà chúng ta sẽ phải dịch là chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra tiếng Anh vào thứ hai tới và cô ấy sẽ có một buổi cắm trại vào tuần tới. Cách dùng cuối cùng của thì hiện tại tiếp diễn đó là diễn tả một hành động xảy ra gây bực mình hoặc khó chịu cho người nói. Thường chúng ta có thể sử dụng với trạng từ chỉ tần suất always để đưa ra một lời phàn nàn, một lời nhắc nhở một người nào đó. Cô giáo có một ví dụ sau. He is always coming late. Anh ta lúc nào cũng đi muộn. Đấy là một lời than phiền. Hoặc là như học sinh chúng ta thường là quên không làm bài tập về nhà và cái sự việc đó lặp đi lặp lại một cách thường xuyên thì chúng ta cũng có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với trạng từ always. Thứ hai, về cấu trúc câu. Có thể nói cấu trúc câu ở thì hiện tại tiếp diễn là đơn giản và dễ dàng nhất trong tất cả các thì ngữ pháp. Ở thể khẳng định, chúng ta chú ý cho cô, chúng ta sử dụng chủ ngữ cộng với động từ to be, am, I, are và động từ chúng ta thêm đuôi ing. For example, I am looking after my little sister at present. Ở dạng phủ định, chúng ta chỉ việc thêm not vào sau động từ to be và động từ vẫn để dạng verb ing. He isn't walking in the rain now. Ở dạng nghi vấn hay câu hỏi, chúng ta đảo vị trí của động từ to be lên đầu câu và động từ vẫn để ở dạng verb ing. Are they learning at the moment? Cô muốn chúng ta chú ý về cách thêm ing vào sau động từ. Có một số cách sau đây. Thứ nhất, với những động từ có tận cùng là e, nhớ là một chữ e, thì chúng ta sẽ bỏ e và thêm ing vào sau động từ. Cô đưa ra hai động từ, đó là động từ use và động từ write. Using, write, writing. Với các động từ có hai chữ e, chúng ta nhớ cho cô nhé, hai chữ e, chúng ta không bỏ hai chữ e mà chúng ta giữ nguyên hai chữ e và chúng ta thêm ing vào sau động từ. Ví dụ agree, agreeing. See,
seeing. Còn với những động từ mà kết thúc bằng một phụ âm. Phụ âm trong tiếng Anh chúng ta đã biết. Với những từ mà kết thúc bằng một phụ âm, trừ các phụ âm S, W, X và Y. Nếu đi trước nó là một nguyên âm, thì ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối. Chúng ta nhìn vào ví dụ của cô với động từ stopped, tận cùng là âm P. Khi thêm đuôi ing vào sau động từ stop, vì trước phụ âm là một nguyên âm O, chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối, rồi chúng ta mới thêm đuôi ing. Stop, stopping, begin, beginning. Còn với các từ, nếu kết thúc là y ngắn và e, thì chúng ta sẽ thay y e bằng y dài rồi thêm ing. Cô đưa ra hai từ mà chúng ta thường hay gặp, đó là từ lie và từ die. Lie, lying. Die, dying. Để phân biệt, thì hiện tại tiếp diễn với các thì ngữ pháp khác, chúng ta nhìn vào cho cô dấu hiệu nhận biết xuất hiện trong câu. Nếu như chúng ta thấy trong câu có những trạng từ, ví dụ như now, at present, at the moment, right now, look, listen, hurry up or be quiet, vân vân, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đấy chính là thì hiện tại tiếp diễn. Vậy là cô và các em vừa mới ôn tập lại kiến thức của thì hiện tại tiếp diễn. Sau đây chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta làm cho cô một bài tập sau đây. Here are five sentences. Now please, you can use the present continuous to keep the correct form of the verbs. Như cô đã nói, muốn làm chính xác được các câu về thì ngữ pháp, chúng ta chú ý cho cô thứ nhất là về dấu hiệu nhận biết của thì. Thứ hai là chủ ngữ đi kèm trong câu. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra với câu số 1, động từ look. The children là các bạn nhỏ. Đây là số nhiều, tương đương với ngôi dây. Chúng ta sẽ sử dụng. Here are the five sentences. Now so you can look at it and listen to me. 1. Look, the children swim in the river. 2. They build a new supermarket near my house at the moment. 3. Why you look at me like that? I feel confused. 4. Please don't make so much noise. My father works in his room. 5. I write a new book at present. Rất dễ dàng, từ câu số 1, các em có thể nhìn thấy dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Đó là động từ look. The children là chủ ngữ và tương đương với đại từ nhân xưng they. Vậy đáp án của câu này sẽ là look, the children are swimming in the river. Tương tự như vậy, các em có thể nhìn vào câu số 2 với dấu hiệu at the moment. Dây. Chủ ngữ là dây. Câu này cô sẽ có đáp án. They are building a new supermarket near my house at the moment. Chúng ta nhìn vào cho cô câu số 3. Đây là một câu hỏi và với chủ ngữ là you, đáp án của cô sẽ là Why are you looking at me like that? I feel confused. Câu số 4. Đây là một câu đề nghị. Chúng ta nhìn kỹ vào cho cô chủ ngữ là my father. My father tương đương với đại từ nhân xưng là he, ngôi thứ ba số ít. Vậy đáp án của cô sẽ là My father is working in his room. Câu cuối cùng, chúng ta nhìn vào cho cô dấu hiệu của at present. Và chủ ngữ là I. Vậy đáp án của cô sẽ là I am writing a new book at present. Chúng ta vừa ôn lại kiến thức của hai thì ngữ pháp hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Sau đây cô có một bài tổng hợp để chúng ta luyện tập và củng cố lại kiến thức
mà cô trò vừa ôn. Sau đây cô có một bài luyện tập để giúp chúng ta củng cố và ôn lại kiến thức mà chúng ta vừa học trong buổi ngày hôm nay. Now please, you have to give the correct form of the verbs using the simple present or present continuous tense. Number one, where are the children? They play games in their room now. Number two, hurry up, the bus come. Number three, they decorate their house for Ted at the moment. Number four, what you and your friends often do at recess. Number five, most of the students in my class enjoy playing soccer. Như cô đã nói ở trên, chúng ta hãy dựa vào dấu hiệu và chủ ngữ của từng câu để cho chúng ta có thể phân biệt đâu là thì hiện tại đơn và đâu là thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ nhìn vào câu thứ nhất cho cô. Chúng ta hãy nhìn vào cho cô trạng từ chỉ thời gian là now. Vậy câu này đang diễn ra và chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để hoàn thành câu. Chúng ta có thể nhìn vào chủ ngữ là they. Cô có đáp án của câu như sau. They are playing games in their room now. Ở câu số 2, chúng ta có cụm từ hurry up. Vậy đáp án của câu sẽ là hurry up, the bus. Vậy đáp án của câu sẽ là hurry up, the bus is coming. Chúng ta nhìn tiếp vào câu số 3 với cụm từ là at the moment. Đáp án của cô sẽ là they are decorating their house for Ted at the moment. Ở câu số 4, chúng ta rất dễ dàng nhận ra đây là một câu hỏi và với chủ ngữ là you và your friends. Và với trạng từ often, chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra đây là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Và đáp án của cô sẽ là what do you and your friends often do at recess? Và câu cuối cùng với chủ ngữ là most of the students in my class. Đáp án của cô sẽ là enjoy. Most of the students in my class enjoy playing soccer. Vừa rồi chúng ta vừa được ôn tập và củng cố lại kiến thức của hai thì ngữ pháp hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Sau đây cô có một bài tập về nhà để giúp chúng ta củng cố và ôn tập lại kiến thức của hai thì ngữ pháp hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Về nhà, chúng ta hãy làm cho cô 5 câu sau. Ok, here is my homework for you. And so, you can give the correct form of the verb using the simple present or present continuous tense. The first, Peter always washes his hand before meals. The second, please stop making noise. I try to finish my report. The third, what he do now? He water flowers in the garden. The fourth, at the moment, my sister play volleyball and my brother play soccer. The fifth, my parents sometimes come back home late. Đây là bài tập củng cố. Cô rất hy vọng chúng ta sẽ ôn lại kiến thức ngữ pháp và hoàn thành tốt bài tập về nhà. Cô rất hy vọng chúng ta sẽ ôn tập và hoàn thành thật tốt bài tập về nhà cô đã giao. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye and see you again. Dạy học trên truyền hình, giải pháp cấp thiết, hiệu quả ứng phó trước việc học sinh không thể đến trường do dịch COVID-19. Được sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ra mắt chương trình ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 cho học sinh lớp 5 với 2 môn Toán, Tiếng Việt xen kẽ mỗi ngày. Lớp 9 có 3 môn Toán, Văn và Tiếng Anh. Với lớp 9, mỗi ngày các em sẽ có 2 tiết học mới so le các môn học. Các bài giảng được thầy cô thiết kế bám sát với chương trình giáo dục hiện hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu học của học sinh từ trang bị, ôn luyện, tổng hợp kiến thức cơ bản và nâng cao. Đồng thời, học sinh cũng có thể tương tác để thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ 20 phút thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
phát lại vào buổi chiều cùng ngày trên cả hai kênh TN1 và TN2, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3. Đồng thời được đăng tải trên website thainguyentv.vn, trên fanpage Truyền hình Thái Nguyên TNTV, trên hai kênh YouTube Dạy và Học Thái Nguyên và Truyền hình Thái Nguyên TNTV, giúp học sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào. Ôn tập chương trình phổ thông năm 2020 trên Truyền hình Thái Nguyên thiết thực, hiệu quả, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Quý vị khán giả và các em học sinh chú ý theo dõi.